Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 ạ. Chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này khi mà sang cuối tháng năm này đang có các chương trình khuyến mại như thế nào thì phép giới thiệu cho nhà một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn nếu chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe ạ. Tỏa bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok, xin phép để đi vào vấn đề chính luôn ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ Với giá miếc của chiếc xe này đang là 1 tỷ 859 triệu ạ Sang cuối tháng 5 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 1 tỷ 767 triệu ạ Tương đương như vậy đó chính là 5% giá trị của xe anh em nhá Tức là giảm giá cho anh em là 92 triệu tiền mặt đấy ạ Vậy thì chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này Làm ý nổi đang là 2 tỷ 017 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 624 triệu Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 962 triệu Trả góp thì đang là 568 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 980 triệu Trả góp thì đang là 587 triệu ạ có mua giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bài như thế nào thì anh em có định cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá cũng đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhé em Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m670, rộng là 1m90 ạ, còn cao là 1m650 ạ. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m873 Về tổng thể chiếc xe này thì nó rất là dài, rộng và cao em nhé Tiếp theo tiểu cho anh em về phần đầu xe Phần đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này Nó thiết kế nó cũng không phải là quá góc cạnh đâu ạ Tạo ra thương hiệu của chiếc xe Mercedes-Benz Đó chính là tạo ra sự thiết kế nó rất là sang trọng và lịch lãm em nhé về phần đầu xe về mặt lưới ca lăng đó chính là có mặt lưới ca lăng có hai thanh nhập chrome rất là to bản ôm chọn lấy là logo của mercedes tạo ra phần mặt lưới ca lăng của chiếc xe này cảm giác nó rất là thể thao và mạnh mẽ đấy ạ các tính an toàn về phần đầu xe nó sẽ có cảm biến góc trước 6 mắt em nha. và nó có thanh nhập chrome rất là to bản về phần cản trước đấy ạ tạo ra chiếc xe nó rất là thể thao đấy ạ về phần cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn full led nhá cho cả đèn cốt đến đèn pha đấy ạ đó. và thích hợp thêm đó chính là có cảm biến có xin lỗi nó sẽ nó có giải đèn led ban ngày rất là dài tạo ra phần đầu xe của chiếc xe nó rất là sang trọng và lịch lãm em nhé rồi số quay cho các bạn về tổng quan về phần đầu xe này Còn về phần sườn xe của chiếc xe GLC 200 này thì uh, nó cũng không phải dập nổi quá nhiều đâu, nó sẽ là lối uh, nó sẽ là thiết kế rất ăn nhập về phần đầu xe đấy ạ. Về phần uh, bánh xe của chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp uh, kim nhôm, vành 18 inch, 5 chấu kép. Thiết kế kiểu mới, các tính an toàn như hệ thống phanh ABS này, phân bố phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và rất nhiều tính an toàn nữa anh em nhé. Về phần uh, sườn xe thích hợp chiếc thêm uh, đó chính là có bậc lên xuống này. À, bậc lên xuống bằng uh, nhôm nhá, bằng uh, nhôm đấy ạ. Về gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu uh, cùng màu sườn xe à. Tức trên này sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn led ạ. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện và cụp gương tự động đấy ạ. Và nó sẽ có điều chỉnh bốn mặt gương. Về phần chân kính của chiếc này, chân kính trên và chân kính dưới là sẽ có thanh nhập chrome rất là to bản chạy từ phần đầu xe đến phần đuôi xe và đây tay nắm cửa sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa nhầm nhá còn về trần xe của chiếc xe này nó sẽ là trần phẳng đấy ạ nó sẽ không có cửa sổ trời tích hợp trên đấy sẽ là có giá lóc hai thanh tạo ra chiếc xe nó rất là thể thao và mạnh mẽ nhá đèn báo phanh trên cao đấy ạ về phần đuôi xe của chiếc xe này thì nó cũng không phải dầm nổi quá nhiều đâu đó. lối bật cho về phần đuôi xe đó chính là có cụm đèn cụm đèn phía sau của chiếc xe này nó sử dụng là đèn LED nhá nó sẽ chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe thiết kế dạng 3D đấy ạ đó các về các tính an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe này nó sẽ là có cảm biến lùi sau mắt và camera lùi ạ và phần cản sau của chiếc xe này nó sẽ có cái uh, thanh nạp chrome rất là to bản Ôm chọn lấy uh, bô giả của chiếc xe GLC 200 này tạo ra phần đôi xe cảm giác nó rất là thể thao đấy ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em về mức tiêu nhiên liệu ạ Quay cho mức, tiêu nhiên liệu ạ Mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị thì đang là 11,47 lít Ngoài đô thị thì đang là 7 lít 18, kết hợp trung bình chỉ có là 8 lít 77 thôi ạ. Còn tiếp theo giới thiệu cho em về nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe GLC 200 này thì nó sẽ có hai màu nội thất cho người chọn nhỉ. Đó chính là màu đen và màu vàng đấy ạ. Màu vàng như mình đang xem đấy ạ, màu vàng be. không gian nội thất màu vàng như này thì giúp cho chiếc xe nó không gian cảm giác rất, rất là rộng rãi và sự sang trọng rất là lớn đấy ạ ghế nó sử dụng là ghế da ghế da được chỉnh điện Đó. đây giới thiệu cho anh em về phần bên uh, cánh cửa này cánh cửa của chiếc xe này sẽ là màu uh, màu màu vàng be kết cả vân gỗ có nhiều ghế 3 vị trí lên xung kính cho bốn cánh cửa khóa cửa trước kính ạ còn đây giới thiệu cho anh em hàng ghế thứ hai này hàng ghế thứ hai sẽ giống như hàng ghế đầu tiên ghế nó sẽ là ghế màu vàng be màu vàng be đấy ạ hàng ghế thứ hai có thể gặp được 60 40 Ok, giờ sâu bên trong giới thiệu cho em chi tiết hơn về hàng ghế đầu tiên ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của chiếc xe này sẽ là vô lăng ba chấu ạ, được bọc da sở rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động và có cả giới hạn tốc độ nữa anh em nhé Về túi khí bạn này sử dụng là 7 túi khí đi ạ. Về bàn hồ tốc lô nó sử dụng bản hồ tốc lô uh, cơ bản thôi, rất là đơn giản anh em nhé và đây là giới thiệu cho em về phần màn hình giải trí này, xem màn hình cảm ứng 10,25 inch, có điều khiển bằng giọng nói và khẩu lệnh của nó sử dụng là Hey Mercedes đấy ạ. Về hệ thống điều hòa chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động đấy ạ. Đây. Còn đây giới thiệu cho anh em về bên các viền cửa gió này. Nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập nha, cho bên ghế lái và bên ghế phụ đấy ạ. Bên ghế phụ nó cũng có có cả như ghế luôn nhá. Đây, ốp của nó ốp với dạng nhôm đấy ạ. Về hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động à uh, uh, 9 cấp Tolic. Còn đây là bảng điều khiển trung tâm của chiếc xe. Và chiếc xe này tích hợp thêm đó chính là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai nhá. Nên là hệ thống điều hòa sẽ mát nhanh hơn rất là nhiều đấy ạ. Về phần động cơ, chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 2.0 với công suất cực đại nó đang là 145 kW trên cho 6100 vòng/phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 320 Nm trên cho 4.000 vòng 9 phút ạ. Với tốc độ từ 0 lên 100 km h chỉ mất là 7,8 giây thôi ạ. Và tốc độ tối, tối đa thì đạt được đó chính là 217 km h ạ. Các tính an toàn của chiếc xe này nó sẽ có hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cảm biến lùi, camera lùi, cảm biến góc trước, và rất nhiều tính an toàn khác nữa cho anh em nhé. Về phần màu sắc xe của chiếc xe này nó sẽ có các màu cho người chọn như sau. Đó là màu đen như mình đang xem, màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu xám đấy ạ. Còn màu nội thất thì có các màu như màu đen và màu vàng như mình đang xem đấy ạ. Ok, về video này em đã giới thiệu cho về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 rất là chi tiết cụ thể rồi và video này xin phép em sẽ dừng video ở đây anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé để em sẽ cập nhật về giá xe cho mỗi dòng xe của Mercedes cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho anh em sẽ lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này kìa ạ.